Hey, xin chào tất cả người và xin chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ. Và chính thức bộ trang phục mới nhất vị tướng Ngộ Không siêu việt đã ra mắt rồi anh em ơi. Hôm nay thì mình sẽ mua và test cho anh em nha. Hiện tại thì đang có 710 quân huy, không biết là đủ không. Bộ trang phục bậc SS rất đẹp, anh em thể nhìn thấy qua cái màn xuất hiện này. Và giá bán lẻ đầu tiên, giá bán lẻ trang phục là 799 quân huy. Nói chung thì cái bộ trang phục này mình đã review cho anh em một lần ở tài khoản PTG nhí IZZ. Tài khoản đấy thì mình được nhận free, còn hôm nay thì mình sang tài khoản phụ này để có thể nhận, để có thể mua và trải nghiệm cho anh em xem nhá. Test luôn một trận đấu danh xem là cái bộ trang phục này trong trận đấu danh mình đánh có tự tin không. Đó, anh em quay ra cái phần mua combo thì cái bộ trang phục này sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Combo là từ 1398 xuống còn 570 quân huy, trời ơi rẻ dã man nhá. Mua luôn này. Mua combo thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Ấn mua luôn nhá anh em ơi. Rồi. Wow, chúc mừng bạn đã mua được Ngộ Không siêu việt. Trời đất ơi, không thể tin nổi. Đấy, anh em thấy gương mặt xuất hiện ngầu không? Ok, mình sẽ vào luôn test luôn cho anh em một trận đấu danh cho nó nóng nha. Và trong trận đấu rồi, hiện tại anh em thể nhìn thấy qua cái bộ trang phục này thì mình đã review cho anh em một lần ở phiên bản chính thức. Lúc đấy thì mình tạo đấu luyện để có thể là trải nghiệm qua. Hôm nay thì vào hẳn đấu danh luôn xem bộ trang phục này. Theo cảm nhận của mình thì cái bộ trang phục này nó đẹp, nhưng mà mỗi tội là hình hiện tại thì Ngộ Không siêu việt chúng ta nhìn người bé quá. Những đoàn đánh thường anh em thì nhìn thấy qua nha, đây là những đoàn đánh thường này. Hiệu ứng biến về thì trước mình đã review cho anh em rồi. Đấy, nói chung thì rất là ngầu đúng không? Trời ơi. Và hôm nay thì phong cách rất đặc biệt thì mình vẫn như thế thôi. Trời bộc phá, ui solo với Omen, trời đất ơi. Căng đét mình mà căng thôi, tôi rút nha. Khi mà Omen đầy cái nộ đỏ đỏ bên dưới thì anh em hạn chế đánh nhau và nó hết phát anh em lại lao vào. Ui chí mạng nổ này. Trời nó luôn, quất luôn, sợ gì. Tiêu 2 mình level 2 trước mà. Đó, ui trời, phí bộc phá quá. Đấy chưa, thời điểm đầu game mình ăn được vị tướng Omen. Và hiện tại thì vừa xong Omen hình như là không bật chiêu thứ hai lên. Thanh niên này cũng hơi bối rối thì phải. Ok, đây hiệu biến về. Wow, biến về rất là đẹp luôn. Đấy, đáp xuống đất và quay hình tròn. Đấy là hiệu biến về. Thật sự là rất là may mắn trong pha vượt xong khi mà mình sử dụng toàn bộ kỹ năng. Dù sao thì Omen đầy cái nộ đỏ đỏ bên dưới thì anh em cố gắng té xa ra, né xa ra, đừng có đứng lại gần. Nó đây lây lan bệnh đó. Và khi mà hết đỏ rồi thì anh em cố gắng lao vào tấn công luôn. Hiện tại thì Omen cũng level 2 rồi. Vừa xong thì cũng may mắn khi mà mình đạt được level 2 trước. Ok, trang bị cho vị tướng này nếu mà anh em quan tâm thì mình tiếp tục sẽ để lại sau trong clip lần này nha. Hiện tại thì dừng team mình đang chuẩn bị xuống. Ui, cướp được chim rồi. À, Karinak. Thôi lần này thì hai mạng đi. Khổ thân Omen quá, một mạng nữa rồi. Thật sự rất là khổ thân thanh niên này. Bị cam một mạng. Đấy, bây giờ là fit mất hai mạng. Fit mạng theo thời gian. Chưa đến phút thứ hai fit mất hai mạng rồi. Có cơ hội mình lấy đi cái trụ này. Nói chung thì chắc không lấy kịp, mình cứ gọi là đẩy thôi. Ép trụ luôn từ những giây đầu tiên, những cái phút đầu tiên. Tại vì là đấu danh mà. Anh em thì nhìn thấy qua bộ trang phục này, cái cây gậy như ý của vị tướng Ngộ Không chúng ta rất đặc biệt khi mà nó có hai bên đầu nó phát sáng. Ui đánh nhau rất là gắt này. Trời ơi đánh nhau kìa. Ui mình là 4 chơi luôn. Đấy nó ui chí mạng em này. Ui 1 gót 2 gót 3 gót bộc phá rồi chết rồi. Đó anh em thấy chưa, siêu việt ghê quá, đúng một bộ combo 0-3 đánh đấm cái gì bạn ơi. Thật sự là Omen kiểu này thì không thể lên game được rồi. Cái thời điểm hiện tại fit rất là nhiều mạng và rất thọt, lên phát bạn cũng rất là chủ quan khi mình núp bụi cơ. Mình sẽ sang thăm hỏi con bùa xanh nha, có bùa xanh đây rồi, lấy lúc có bùa xanh này. Ok hiện tại thì không biết là Omen thì bạn có biết bùa xanh cũng biết ngay à. Đánh nhau tiếp là chơi không bạn ơi, chơi luôn này. Mình có bùa xanh đã. Ăn bùa xanh, à xích được rồi, level 4. Ok, khi mà nó đủ nộ anh em tàng hình nha. À, từ, không được lộn qua tường đây. Đấy, đuổi họ tôi cái nào, hi, đồ ngốc. Có đuổi làm sao được, anh em thì nhìn thấy qua nha. Không thể bắt được luôn, anh Ngộ Không rất cơ động mà. Vì hiện tại bộ trang phục này có một đặc quyền nhỏ nhỏ. Bộ trang phục mặc định khi mà anh em tàng hình thì nó sẽ không xuất hiện bóng. Nhưng mà hiện tại là bộ trang phục này, Ngộ Không chúng ta được ưu tiên đó là được cái... được tạo ra một cái bóng giúp cho vị tướng này lừa tình đối phương tốt hơn, đặt ra cái bóng từ cái chiêu đầu tiên anh em ơi. Và việc khả năng tăng sức mạnh với hai lần tàng hình tới thì vị tướng này bây giờ thì rất là hot đấy trong đeo danh. Một trong những vị tướng nằm trong kho báu trước đây nhưng mà hiện tại bị đá đi ra rồi.
Có lẽ thời điểm hiện tại là mình rất là khó ăn được Omen. Thử xem, thử vận may đang có đồng đội mình tới đây mình dụ. Ê, thôi thôi, sai, ui cả Nacross này, thôi xong rồi. Trời ơi, mình đây ăn thế không biết nơi có, cả team mình ở đây mà mình hổ báo, nhưng dù sao thì cũng được hai mạng hỗ trợ. Thật sự là vừa xong mình cũng không để ý là dừng team bạn đấy cơ. Nó chạy lại rất là nhanh luôn đó. Thế là thôi rồi, chấm dứt và mất trinh tiết từ những thời gian đầu thì khổ lắm cơ. Rồi xong, Karignac cũng chiếm lấy được điều thuyền rồi. Có lẽ là hiện tại trụ đã bị phá hủy, trụ đường kinh công. Bây giờ thì mình sẽ đảo đường ra cái trụ khác nhá. Mình sẽ sang cái trụ khác và đi đảo đường hỗ trợ cùng đồng đội. Chứ còn bây giờ anh em ôm mãi cái đường kinh công làm gì? Để cho Omen cho nó lết tí để anh em đánh cho nó cân bằng. Đó. Thật ra thì Ngọc cho vị tướng ngộ không chúng ta thì mình cứ ép tỷ lệ chí mạng và chí mạng thôi. Như vậy thì quật sẽ rất là đau. Ok, đợi xíu nha. Bây giờ con điều thiên đi thua lộ rồi. Trời đất ơi. Lúc đấy mình cũng không nghĩ rằng con đấy chạy phát là lộ rồi. Có lẽ là té thôi chứ còn lộ rồi anh em núp làm gì nữa. Núp thì núp tạo ra cái điều bất ngờ. Đấy. Ok, anh em đợi xíu nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ ép trụ. Wow, chết mất rồi, dừng team mình chết mất rồi anh em ơi. Từ từ, hiện tại thì Omen đang uy hiếp cái nhà của tôi. Khổ quá, có mỗi cái nhà thôi. Lên giày Hermes chạy cho tí thì Omen đứng lại nào, ai cho bạn lấy nhà của tôi nào. Một gõ nha, một gõ anh em này. Hai gõ này, chí mạng này, tiếp tục. Ui dồi, bắn này, trời ơi. Bạn Omen rất là sai lầm nha. Sai lầm tại vì sao mà tự nhiên lại bị trụ bắn. Và mặc dù Omen không đánh mình, chết chắc còn gì nữa. Đấy chưa, một mạng nữa 4-1 rồi. Tại vì là việc khả năng khi mà vị tướng Omen đang trong trụ và mình lao tới sử dụng kỹ năng chém vào bạn ấy, thì bạn ấy bật luôn hay ghê á, khen mình hay khen ai vậy. Trời ơi, không biết là mình đang khen mình hay khen ai vậy. Thì bạn Omen bật luôn chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai kích hoạt một phát thì sẽ làm chậm đến mình. Và làm chậm mình trong cái trụ thì chắc chắn bạn bị trụ sát thương trụ bắn rồi. Một mạng nữa này. Ui, điều thiền làm cái gì mà căng. Này thì căng này, một mạng nữa, 6-1-2. Wow. Double kill. Thôi mà để ngộ không xanh thế này thì đầu hàng sớm như là vừa. Đấy anh em thấy chưa, có bộ trang phục mới phát là đánh tự tin hơn rất là nhiều. Test luôn đấu xanh mà ai ngờ xanh quá trời luôn. Rồi một, hiện tại thì mình cũng phá hủy được rất rất nhiều trụ rồi. Nói là rất này, con số 2 là số nhiều đúng không anh em ơi. Được cái trụ đường kinh công hay trụ đường giữa chứ lấy đâu nhiều. Ok, có cái màu xanh kìa, núp đi núp đi. Thôi sao không, Quyền Vương ơi, biết ngay mà. Bạn chạy nhanh đi, bạn chạy nhanh đi. Ủa quá, mình lao vào xích ngay, không cướp được con bùa xanh đâu. Chúng ta không cướp được thì đừng cố nha. Đừng có cố làm gì cả. Rất là xin lỗi anh em, hiện tại thì thường thường thì mình hay review những bộ trang phục mới vào ban đêm. Nhưng mà do ý kiến anh em khuyên mình là không ít hạn chế làm clip vào ban đêm đi. Thế nên là mình cũng đợi đến ban ngày rồi mình làm. Căn bản là sẽ phải giữ gìn sức khỏe một chút. Đó, không anh em nói nhiều quá. Đấy, dù sao là anh em quan tâm mình mà thì mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video nha. Hiện tại thì anh em cần, mình đang cần anh em kiểm tra lại nút like giúp mình với. Chết đi còn gì nữa. Trời ơi, mình có bộc phá đây chứ đâu. Mình có bộc phá đây chứ đâu. À, chặn được. Chết luôn, không cần bộc phá anh em ơi. Bạn đấy thì nếu mà sử dụng bộc phá cũng hơi tiếc tiếc. Để bộc phá mình ăn những cái mạng khác cũng chắc hơn. Cẩn thận bị ăn kéo đấy, cẩn thận bị ăn kéo bạn ơi. Rồi, một gậy của lão tôn chết luôn. Đó, chết hết rồi à. Sao đơn giản thế nhờ. Hiện tại team bạn mới ăn được 5 mạng thôi anh em ơi. Lấy lôi trụ này. Nút like kênh YouTube mình nó bị đơ rồi anh em ơi. Anh em tự ấn vào giúp mình với nha. Khi mà anh em ấn vào thì để mình kiểm tra xem là nó có tăng hay không. Chứ còn dạo gần đây mình cảm thấy là mình ấn vào nó chả đi tăng like gì cả. Ok. Không biết là hiện tại team bạn cũng không thấy đầu hàng cơ. Tại vì là bây giờ đấu danh mà, đấu danh cao thì thường thường anh em bây giờ đánh toàn về late game thôi. Mà team bạn late game rất mạnh, có điều thuyền khống chế chứ. Đó, hiện tại nick chính của mình lên cao thủ rồi. Mình sẽ cố gắng tập trung cho nick này lên danh cao thủ tiếp nha. Hai nick mình hay làm clip. Đó, hai nick này cờ cùng một clan luôn. Trời ơi, cướp tiếng này thì làm gì mà còn bùa nữa. Nacross ơi. Bạn ơi, mình xin lỗi bạn rất là nhiều. Đấy, cướp hết sạch bùa nha. Nacross team bạn cũng xanh ấy chứ, 3-1-4 ấy chứ, khả năng cánh team cao. Ui ôi, tí nữa thì đóng băng này. Lạc trôi, lạc lối trong trận đấu này. Ngộ không rồi, anh em biết ngộ không thì không mê gái. Ủa thôi, mất kinh công vãi. Sao mất kinh công vậy?
Trời đất, thủ xong rồi. Mình không để ý là mất kinh công luôn kìa. Chủ quan một cái là team bạn ăn kinh công luôn. Một cái bất ngờ, rất bất ngờ. Đây là như kiểu là bước ngoặt của trận đấu đấy, anh em thể nhìn thấy qua. Mất kinh công là rất là khó. Thời điểm hiện tại, rồi xong 18-10, trận này có vẻ là căng, căng đét rồi anh em ơi. Đang đánh nhàn nhàn tự nhiên để mất kinh công một phát là thôi. Chúng ta lại có một trận đấu căng thẳng. Trời ơi, 1-4, 0-5, 1-6. Nacrot team bạn gánh gánh gãy cả lưng rồi. Khổ thân bạn thật. Trong trận đấu này bạn phải gánh gãy cả lưng rồi. Đấy, bộ trang phục nhìn này, ngầu, ngầu thật. Và đây là bộ trang phục thứ 2 trong 3 bộ trang phục siêu Việt nha anh em ơi. Sau những cái bộ trang phục này thì mình hy vọng sẽ có những bộ trang phục siêu Việt khác. Như là mình có nhìn qua những cái bộ trang phục như là Zephyr có hình ảnh của bộ trang phục siêu Việt. Đấy. Hoặc nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang mong chờ nhất là bộ trang phục Murat siêu Việt. Cái bộ trang phục đấy thì chắc chắn sẽ ra mắt sớm thôi. Trời ơi, cứu em cái nào. Đây đây, có voi voi, chú voi con. Ui, hóa giải không chế tôi cái. Trời ơi, đây một pha thoát chết ảo diệu, anh em thể nhìn thấy qua. Và mình tàng hình vào đây này. Thấy chưa? Vừa xong thì mình ấn tàng hình phát Nacrot không đuổi được luôn đấy. Rồi, chạy về cho nó an toàn. Đứng trong bụi là sấp mặt ngay. Đứng đây là chả ai đuổi được rồi. Đấy, bây giờ ung dung tự tại chúng ta biến về thôi. Đấy, biến về thế nào này. Rồi, mặc kệ đời. Mặc kệ đối phương đánh nhau. Ok, hiện tại teo nát vừa xong thì mình rất xin lỗi bạn. Mặc dù bạn rất là xinh nhưng mà mình không thể cứu được. Vì cái lượng máu của mình nó không được nhiều. Tề thiên đại thánh, đại náo thiên cung anh em ơi. Đây là Vin Tô Ngộ Không thì chắc chắn tuổi thơ ai cũng gắn liền với chú khỉ rồi. Rồi sao không có ai trong bụi cả. Rồi chúng ta đi chung nha. Đây là chắc là có lẽ mình phải lên khả năng xuyên giáp thôi. Đây này, đây từ từ nhá. Đây này, một quả thôi. Một quả, ui chí mạng này. Trời ơi, gõ phát hai phát chết luôn rồi. Gõ hai phát chết điều thiền, mình đã bắt được pháp sư team bạn rồi. Bây giờ mình bị đuổi rất là gắt. Sấp mặt luôn. Biết làm sao bây giờ, trách ai bây giờ đây. Khi mà mình giết được pháp sư team bạn nhưng mà mình cũng phải trả giá. Đấy. Nói là không mê gái xinh nhưng mà cứ nhìn thấy trang phục bãi biển là bắt đầu tớn lên thôi. Không thể kiềm chế được anh em ơi. Tốn bao nhiêu khăn giấy. Tiếp tục là gần vương chết rồi. Đưa vào trận này thua nhá. Đánh combat mấy lần xịt rồi đấy. Mỗi lần combat là team mình tổn thất rất rất nhiều. Tổn thất rất rất nhiều về lực lượng. Và bây giờ thì mình vẫn đang thua vàng với rừng team bạn. Mới có 7k vàng thôi, 7k7, gần 8k. Đấy, rừng team bạn hơn 8k vàng rồi. Thôi đừng chửi nhau nào, lại chửi nhau rồi. Ok, mình sẽ làm nhiệm vụ đó là bắt pháp sư team bạn và xạ thủ team bạn. Nếu mà có cơ hội nha, mình nên nói là nếu có cơ hội. Chứ còn team bạn bảo kê tốt quá thì em xin giơ tay rút lui thôi. Đấy, những cái lời hát rất là quen thuộc. Đấy, lại đi lẻ rồi, khổ quá. Cá đích nắc kìa, lại chết rồi. Chán chưa anh em, thấy chưa, team bạn lên game rất là mạnh nha. Rất là đông, anh em thì nhìn thấy qua này. Team bạn ô hết đường giữa rồi. Ok, mình sẽ bắt điều khiển trước lại. Ui, gái xinh. Một gõ, hai gõ, ui kia kia. Trời ơi, nó có siêu máu thôi. Lộn qua tượng, một gõ nữa này. Làm gì được nhau, thấy chưa? Khi mà chúng ta bắt được một người xong chúng ta lặn đi. Chơi vì tướng này nó ảo diệu đến thế mà anh em ơi. Tiếp tục hiện tại thì Valet team bạn chết mất rồi. Chúng ta sẽ móc đằng sau và bắt luôn bự đi chứ đâu. À, xích mình á. À? Đồng đội tôi đâu rồi? Trời ơi, đồng đội tôi rồi. Ê, kéo kéo xịt rồi nha. Lần này này thì ngang hả bưởi. Có chiêu cuối tề thiên đại thánh. Đại náo thiên cục, đứng lại nào, mình có bộc phá mà. À, kéo vào làm gì vậy? Mình có bộc phá mà. Ôi, không chết được kìa. Lại kéo vào, thôi sai sai sai, ngu người. Đúng thật. Mình hơi sai. Vị tướng Omen sử dụng cái chiêu thứ hai chặn đi bao nhiêu sát thương, thế là mình vẫn gõ vào. Mà đấy là kiểu là theo giác quan này anh em ơi. Cứ nhìn thấy máu giấy là sử dụng kỹ năng quật thôi, chả quan tâm, lúc đấy thì cũng không suy nghĩ sâu xa gì cả. Như kiểu là anh em cứ nhìn thấy cái gì trước mặt anh em chiến thôi đấy. Như kiểu nhìn gái xinh là tán thôi. Đấy. Thôi chúng ta vừa xong combat một pha cũng khá thành công. Nhưng mà tốt nhất là bây giờ chỉ cần sai sót nhỏ thôi sẽ dẫn tới trận đấu thua. Mình cứ nghĩ trận đấu này thắng dễ dàng cơ, ai ngờ để mất kinh công một phát là bắt đầu. Đấy là bắt điêu thuyền này. Trời ơi. Bây giờ sau trận đấu này mình sẽ trở thành Ngộ Không mê gái. Ngộ Không mê gái mê điêu thuyền. Bắt điêu thuyền là chủ yếu nha. Và lát chết rồi, điêu thuyền đây chứ đâu.
bắt điêu tiền thì hết khống chế chứ sao. Hiện tại team 3 mất 4 người rồi và chắc có lẽ Nakoroth đẩy lẻ thì kệ đi. Chắc là có lẽ là mình sẽ vào kết thúc trận đấu luôn nha. Kể cả Nakoroth về bây giờ cũng quá muộn rồi bạn ơi. Lời chia tay muộn màng. Ok, kết thúc trận đấu. Và hy vọng rằng anh em sẽ thích, nhớ like, đăng ký kênh giúp mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một ứng dụng rất đặc biệt có tên là Hubo. Ứng dụng giúp anh em tìm bạn bè huấn luyện viên chơi Lingo Mobile tốt hơn. Chi tiết ứng dụng này thì mình sẽ để lại sau clip nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye. Hi hi. Bye bye. Hubo, huấn luyện viên eSport, là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.